Hello student, cô là Ngọc Anh đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Viva. Let's review unit 2. Trong đây là unit này chúng mình sẽ được học về các giới từ chỉ vị trí của đồ đạc. Ok, chúng mình sẽ vào những ví dụ để các con có thể dễ hiểu hơn nhé. Nếu như con muốn nói hãy đặt cái cặp sách ở dưới bàn, các con sẽ nói thế nào? Put the bag under the table please. Put the bag under the table please. Hãy đặt cái bút chì ở giữa cái bảng và cái bàn học. Put the pencil between the board and the desk please. Put the pencil between the board and the desk please. Xin hãy đặt cái tẩy ở cạnh cái cửa ra vào. Put an eraser next to the door please. Put an eraser next to the door please. Xin hãy đặt quyển sách lên trên bàn. Put the book on the table please. Put the book on the table please. Xin hãy đặt quả táo ra đằng sau cái cây. Put an apple behind the tree please. Put an apple behind the tree please. Xin hãy đặt cái bút bi ra trước cái thước kẻ. Put the pen in front of the ruler please. Put the pen in front of the ruler please. Xin hãy cho đồ chơi vào trong hộp. Put the toy in the box please. Put the toy in the box please. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những video sau nhé. Goodbye.